sân khấu một chút ạ. Xin mời các bạn sẽ ở lại một chút. Đó, trước khi mà chúng ta đến với phần tiếp theo với những phần quà mà cô anh vừa chia sẻ với quý vị, đó chính là phương trình nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm. Thì bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút thời gian để quý vị có thể cùng ghi lại những bức hình cùng với những anh chàng, những cô nàng thổ dân rất là đáng yêu của chúng ta, đúng không ạ? Đó, ai mong muốn được chụp hình với các bạn thổ dân đáng yêu này thì xin mời quý vị sẽ tiến lên đây ạ.